xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tàng tiếp tục cập nhật một số thông tin mới xoay quanh câu chuyện của cô ca sĩ Phi Nhung. Và trước khi vào những cái tin tức mới thì Lực Tàng cũng sẽ nói về một số vấn đề. Thì ngày hôm nay Lực Tàng nhận được rất là nhiều những cái cuộc điện thoại từ phía fan cứng, fan cuồng, fan điên, fan dại của Hồ Văn Cường đã gọi điện đến và chỉ trích, chửi bới Lực Tàng rất là nhiều, hù dọa này nọ. Nhưng Lực Tàng cũng xin nói với tất cả những người bên đó, tất cả những người đó đã sai rồi. Mấy người đã sai rồi, hãy quay đầu là bờ, hãy tu tâm tích đức lại, ăn năn sám hối ấy và cầu mong cho linh hồn chị Phi Nhung được siêu thoát, để chị ấy có thể tha thứ cho mấy người về những cái hành vi ác ôn vô nhân tính, khi moi móc người quá cố lên để chửi và làm những cái công việc rất là ác ôn. Như vậy đời con đời cháu, ba đời tổ tông nhà mình sẽ gặp bất trắc, sẽ gặp cái điều không hay, khi chính mình đã tạo ra một cái nghiệp rất lớn. Thì hiện tại bây giờ là cái nhóm ở bên FC Hồ Văn Cường đã có cái dấu hiệu trùng bước một chút xíu rồi nha mọi người. Nhưng vẫn còn một số thành phần YouTuber, những số thành phần YouTuber dơ, những số thành phần YouTuber bẩn đang đứng lên để phân tích, để nói này nói nọ, vạch lá tìm sâu, đi tìm những cái không có để lên để nói cho thành có, chửi bới môi móc người quá cố, y như những đám kền kền, những con linh cẩu đói mồi đang lao vào để cấu xé gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung. Thì đặc biệt là có rất là nhiều YouTuber cũng đã có máu mặt, cực kỳ máu mặt, và lên đọc thẳng tên của Lực Tàng để chửi Lực Tàng và nói rằng là Lực Tàng sẽ xử lý Lực Tàng này nọ. Xin thông báo với mấy thằng YouTuber dơ tụi bay nè, những thằng nào mà đang chửi cố ca sĩ Phi Nhung và chửi lây qua thằng Lực Tàng này thì có thể gọi điện trực tiếp cho lịch hẹn. Lực Tàng đảm bảo tiếp tụi bay tới nơi tới chốn nha. Còn Lực Tàng xuất hiện cái khuôn mặt lên đây không núp lùm nha. Số điện thoại lúc nào cũng để trên màn hình của video đó. Nếu ai muốn thì có thể xử lý Lực Tàng nha, đừng núp lùm. Việt Nam nói là làm. Còn Lực Tàng không ngán bất cứ một cái thành phần YouTuber, YouTuber nào mà đứng lên để nói xấu đằng sau lưng của Lực Tàng đâu. Được chưa? Làm người là phải chọn cái đường đi nước bước cho đúng. Làm truyền thông là phải có cái não. Đừng để cho cái não của mình bị chó nó tha mất rồi mà lên trên mạng truyền thông để làm vậy, như là cho là mình là người giỏi giang đi phân tích một cái câu chuyện mà hoàn toàn là sai lầm. Tụi bay đang chửi có ca sĩ Phi Nhung không khác gì tụi bay đang chửi tổ tông ông bà nhà tụi bay. Mà Lực Tàng này sẽ lôi 36 đời cha, 33 đời mẹ nhà bay ra để chửi đó. Tôi nói cho tụi bay biết, Lực Tàng này không ngán đâu. Đừng có nói rằng là Lực Tàng này tụi bay hù dọa đe dọa là nó sợ. Không, tại vì nó làm đúng, nó không có làm gì sai cả. Tụi bay nói thì phải có bằng chứng, phải có chứng cứ để tụi tao biết được rằng à, tụi bay đang nói đúng. Còn tụi bay mà vu khống thất thiệt và bịa đặt đó thì cũng có ngày tụi bay cũng sẽ gặp thôi nha. Không cần phải đi điều tra hay tìm hiểu gì hết. Số điện thoại Lực Tàng đó, cần thiết thì điện ha. Đừng có lên mà núp lùm mà chửi thằng Lực Tàng, hay là ganh ăn tức ở với chị Phi Nhung không được, rồi ganh luôn với thằng Lực Tàng này, bay liếm đích thằng Lực Tàng này cũng không được. Chứ đừng có nói rằng là bay làm Lực Tàng này cái kia nha. Lực Tàng nói thẳng cho mấy người YouTuber đã biết như vậy, được chưa? Không cần phải nói nhiều nữa ha. Nếu mà muốn đụng thì chạm luôn, giống như quận chúa của mấy người, đụng là chạm, được chưa? Đúng mọi người, rất là nhiều người đang lo lắng cho Lực Tàng, nói là Lực Tàng sẽ bị xử lý này nọ. Không sao đâu mọi người ạ, tụi nó là bọn núp lùm, tụi nó nằm trong bóng tối, đang đi nói xấu người quá cố, đi môi móc để hãm hại người khác, thì không bao giờ có thể mà dám xuất hiện trước công chúng ba quân thiên hạ để mà xử lý một cách rõ ràng đâu. Nó gặp Lực Tàng nó chạy mất dép, nó chạy cong đuôi luôn nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm, không phải lo cái chuyện đó, được chưa? Lực Tàng đang còn rất là nhiều sự hỗ trợ từ phía quý vị khán giả nữa. Đấy. Quý vị cứ yên tâm, kênh của Lực Tàng đang được rất là nhiều người yêu mến. Và mọi người để lại nút like cũng như ấn nút đăng ký là ủng hộ cho kênh Lực Tàng càng ngày càng vững chắc, để đánh bại đi những cái thành phần xấu bên kia. Chứ còn không lo về mất kênh hay này kia đâu nha mọi người. Lực Tàng đủ bản lãnh để chơi với cái tụi dơ bẩn đó nha mọi người. Nhồi vào tụi nó cái đầu óc con chó để cho tụi nó trở thành một cái con người mà mang óc con chó. Chứ hiện tại bây giờ là nó có óc như không rồi. Có mắt như không, có mắt như không, có tai như điếc, có não như không đó. Mọi người cứ không cần phải theo dõi tụi nó, cứ theo dõi Lực Tàng. Còn tụi nó hù dọa cái gì á thì mọi người không phải lo. Có mấy kênh đang hù dọa Lực Tàng, nhưng Lực Tàng từ từ Lực Tàng sẽ xử lý. Nó chưa gặp được Lực Tàng thì có khi Lực Tàng đã gặp tụi nó rồi á. Mọi người cứ yên tâm nha.
Thôi không cần phải nói đến cái vấn đề căng cơ đó mà làm cho tất cả mọi người phải buồn. Thì ngày hôm nay Lực Tàng cập nhật một số thông tin xoay quanh câu chuyện về gia đình của ca sĩ Phi Nhung. Đây là một cái câu chuyện cũng rất là xúc động, khi ngày hôm nay chính là cái ngày sinh nhật của con trai thứ hai của Quỳnh Thị Phạm. Thì là bé thứ hai đó mọi người. Trong cái tình tiết này thì bé thứ hai này là chưa gặp được cô ca sĩ Phi Nhung, tức là chưa gặp được bà ngoại mình lần nào. Đúng lý ra chị Phi Nhung không ở lại Việt Nam, không đi cứu trợ bà con trong tình hình dịch bệnh mà không nhiễm bệnh, thì chị Phi Nhung đã về Mỹ và bà cháu cũng đã sum họp. Thì cháu ngoại thứ hai sẽ nhìn được mặt của bà ngoại rồi. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện nó cũng đã diễn ra. Chị ấy đã hy sinh cả tính mạng của mình trong cái tình hình dịch bệnh Covid-19. Cho nên rằng là đến thời điểm hiện tại bây giờ, cái ngày tổ chức sinh nhật cho bé thứ hai của Quỳnh Thị Phạm thì đã thiếu vắng đi bà ngoại. Và cái nỗi buồn nó vẫn mang mát đâu đó trong cái ngày lễ sinh nhật của cháu trai của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì vào ngày 19 là cái ngày tri ân cũng như là cái ngày này nọ của tất cả những người đã hy sinh về dịch bệnh Covid-19 đó mọi người. Thì trong đó có cả cố ca sĩ Phi Nhung, và những hành động của cố ca sĩ Phi Nhung trước đó được chủ tịch nước cũng đã nhắc tên. Và rất là nhiều người, người ta đang yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung, thì chúng ta chờ đợi cái ngày đó. Họ sẽ cầu siêu, bên chùa Giác Ngộ cũng sẽ cầu siêu và sẽ vinh danh những cái người mà đã đứng lên để hy sinh vì đại dịch Covid-19 đó mọi người. Thì chúng ta chờ đợi cái ngày đó. Và đi đến cái thông tin cái sinh nhật của cháu ngoại của cố ca sĩ Phi Nhung, thì ngày hôm nay xuất hiện là chị Phương Trinh và gia đình của Phương Trinh đã cùng ăn sinh nhật rất là vui vẻ và ấm cúng bên gia đình nhà Wendy Park, và trong đó có cả mẹ Phi Nhung, tức là linh hồn của mẹ Phi Nhung nha mọi người. Thì bây giờ Lực Tàng sẽ đọc cái bài viết xúc động này để cho tất cả mọi người cùng nghe về cái sinh nhật của cháu ngoại của cô ca sĩ Phi Nhung. Cháu ngoại Phi Nhung tròn 1 tuổi, xót xa mãi mãi không được gặp bà. Gia đình Phương Trinh tham dự cùng vợ chồng Wendy Park, nhưng khung cảnh vắng bà ngoại ruột Phi Nhung vẫn khiến nhiều người chạnh lòng. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Phương Trinh đã đăng tải loạt ảnh mừng thôi nôi 1 tuổi cháu trai út của cố ca sĩ Phi Nhung kèm lời nhắn nhủ cảm động. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay thôi nôi cho thằng cho con, có bà cố, bà ngoại và bà dì đến để mừng em lên 1 tuổi. Đố mọi người cháu đã bốc món đồ gì nào. Hy vọng mẹ Wendy Phạm có quay lại và sẽ đăng lên kênh YouTube để cho mọi người cùng xem. Chú chó con của bà mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nhé." Đó là lời của Phương Trinh, kêu con trai của Wendy Phạm là thứ hai là chú chó con nha mọi người. Khung cảnh quay quần của con gái Phi Nhung bên cạnh chồng, hai con và gia đình Phương Trinh khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Song sự thiếu vắng của người bà đã khuất là Phi Nhung vẫn khiến đông đảo người hâm mộ cảm thấy nghẹn ngào. Được biết cả cháu trai lớn và cháu ngoại út của Phi Nhung đều phải trải qua những ngày đặc biệt trong khoảng thời gian tiễn đưa bà ngoại lần cuối cùng. Theo đó, sinh nhật của quý tử đầu tiên của Wendy Phạm trùng với lễ thất 49 ngày của giọng ca Bông Điên Điển khiến ngày vui không còn trọn vẹn. Đến khi con trai út tròn 1 tuổi thì mãi mãi mất đi người bà kính yêu. Cháu trai út của Phi Nhung được nhận xét thường hưởng nhiều nét đẹp từ bố lẫn mẹ. Cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ khi mới lọt lòng. Tuy nhiên, có thể nói đứa trẻ này so với anh ruột kém may mắn hơn khi không có cơ hội gặp mặt bà. Do thời điểm cháu trai út chào đời, tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng ở Mỹ và cả ở Việt Nam nên Phi Nhung không thể sang thăm cháu. Trước đó, Wendy Phạm đã chia sẻ lại bức ảnh con trai lớn đón bà ngoại ở sân bay trong lần Phi Nhung trở lại Mỹ, kèm dòng status gây chút xúc động: "Nikolai sẽ không có được cơ hội đi rước bà ngoại ở phi trường và được bà ngoại ôm và hôn em. Nathan sẽ giữ mãi kỷ niệm này để kể cho em nghe." Tức là đứa thứ hai là tên là Nikolai nha mọi người, Nikolai. Còn đứa đầu là Nathan nha mọi người. Đó là hai đứa con của Wendy Phạm là cháu ngoại của ca sĩ Phi Nhung. Con gái có nghệ sĩ từng trải lòng sẽ thực hiện tâm nguyện của người mẹ quá cố là cố gắng chăm sóc dạy bảo các con nên người, đặc biệt là dạy cho các cháu tiếng Việt để không quên đi cội nguồn và tổ tiên. Bên cạnh đó, Wendy Phạm cũng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng các em nuôi đang ở Việt Nam. Sau khi có nghệ sĩ qua đời, vợ cũ Bằng Kiều chính là người đứng ra thay thế Phi Nhung bảo ban gia đình Wendy Phạm nơi đất khách. Nữ ca sĩ tâm sự: "Khi Phi Nhung như em ruột,
Khi coi Phi Nhung như em ruột trong nhà. Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi, sao đi đâu cũng giới thiệu với mọi người em là em nuôi của chị, sao không nói em là em ruột của chị. Lúc đó tôi mới 23 tuổi còn non nớt, nên nói lại là nếu chị nói em là em ruột thì người ta nghĩ mẹ của chị sẽ có 2-3 đứa con. Người ta sẽ nghĩ sai về mẹ của chị, nên chị không thể làm được. Đó là điều tôi tan nát, hối hận vì không thể thực hiện với Phi Nhung. Và hôm nay tại nơi đây, cho tôi giới thiệu lại với mọi người, Phi Nhung là em ruột của tôi. Đó là dòng status của Phương Trinh khi đã nhận Phi Nhung là em ruột. Và trước đó là không nhận, thì cái đó là cái sự hối hận của chị ấy. Thì như vậy chúng ta cũng cảm thấy rất là xót xa. Trong cái ngày lễ 49 ngày thì lại là cái ngày mà sinh nhật gọi như là của Nathan, đúng mọi người. Rồi đến hôm nay thì lại tiếp tục là sinh nhật tròn 1 tuổi của Nikolai, là con thứ hai của Winnie Phạm. Thì lại cũng vẫn thiếu vắng đi hình ảnh của người bà. Và cứ mỗi lần nhắc đến một cái vấn đề gì đó trong gia đình mà thiếu đi hình ảnh của cô ca sĩ Phi Nhung thì chắc cái nỗi đau buồn nó lại bao trùm. Nhưng cũng rất mong gia đình sẽ có những cái gọi như là mạnh mẽ trong cái suy nghĩ và trong tâm trí để có thể vượt qua cái nỗi đau này. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ vẫn còn rất là nhiều người đang nhắc đến cái câu chuyện của cái lễ 49 ngày mà thiếu vắng đi Hồ Văn Cường và cha mẹ Hồ Văn Cường. Thì ngày hôm nay Trang Trần cũng đã có một cái bài viết ở trên trang cá nhân, và không đá động gì đến Hồ Văn Cường nhưng lại đá động đến Phạm Đức Hiếu. Thì chúng ta phải nhắc đến Phạm Đức Hiếu thì mọi người cũng có thể thấy Phạm Đức Hiếu là một đứa con rất là khôn và rất là ngoan nha mọi người, rất là lễ phép và ngoan hiền. Chúng ta có thể cảm nhận được Đức Hiếu đứng bên cạnh di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung túc trực 24/24 trong suốt cái quá trình mà cố ca sĩ Phi Nhung qua đời và được cầu siêu ở Việt Nam. Thì Đức Hiếu là một cái gương mặt chuẩn và luôn luôn túc trực và để gọi như là cầu nguyện cho mẹ được có thể là siêu thoát lên khỏi vĩnh hằng. Thì tất cả chúng ta đã nhìn thấy và ghi nhận được cái hình ảnh của Đức Hiếu tốt đẹp như thế nào. Thì Đức Hiếu tốt đẹp bao nhiêu thì chúng ta lại cảm thấy phẫn nộ và bức xúc bấy nhiêu đối với lại Hồ Văn Cường. Thì trong cái bài viết của Trang Trần đăng lên nhắc về Đức Hiếu và khen ngợi Đức Hiếu này nọ, chúng ta cũng xúc động rơi nước mắt khi Đức Hiếu đọc những cái bài viết và quỳ gối lại tất cả mọi người, lại mẹ Phi Nhung, thì ai cũng rơi những giọt nước mắt. Thì ngày hôm nay Trang Trần viết cái dòng status nó lên thì mọi người lại nghĩ đến Hồ Văn Cường và chửi rủa Hồ Văn Cường rất là nhiều. Thì như vậy thì cũng đúng thôi, đúng không mọi người? Tại vì trong gia đình mà có 23 đứa mà 22 đứa thì luôn luôn hướng về mẹ, còn một đứa thì hướng về cái chuyện khác. Trong đây người ta lại nói rằng Hồ Văn Cường hướng về cái chuyện tiền nong, tiền bạc. Nó rõ ràng mười mươi khi đòi tiền, cũng như là có cái dấu hiệu kêu gia đình mình này nọ, chửi rủa gia đình nhà mình. Và đặc biệt là đã câu kết với một số thành phần ở bên ngoài để có cái dấu hiệu thắng chủ, ăn cháo đa bát, đúng không mọi người? Thì ngày hôm nay bên phía đối diện bên kia nó lại tiếp tục nó lên nó phân tích về cái chuyện 500 triệu. Nó nói rằng 500 triệu của cố ca sĩ Phi Nhung cho là không phải, mà là ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường để dùng chính số tiền đó, nói rằng là cho Hồ Văn Cường để đánh bóng tên tuổi. Tôi không biết được rằng là cái nhóm người đó là nó có não người hay là có não cờ hố. Chắc nó nhét vào đó cái loại phân bò hay đậu hũ để nó cho rằng đó là cái não của nó, tại vì nó suy nghĩ quá cạn, đúng mọi người? Trong câu chuyện vừa rồi thì cố ca sĩ Phi Nhung đã thực hiện di nguyện, chị ấy mất rồi, chị ấy cho 500 triệu. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ nó tráo trở đổi trắng thành đen. Và đó là cái cách thức đường đi của cái nhóm đối tượng bên đó. Cho nên là chúng ta cũng chả có cái gì bất ngờ khi tụi nó đưa ra những cái thông tin như vậy. Không? Còn bây giờ thì Lực Tàng cũng chỉ muốn khuyên thằng Cường như thế này. Bây giờ 500 triệu đó Cường đã có, Cường nhận rồi. Nếu như mà Cường nói rằng Cường thương gia đình, Cường nhờ chị Quỳnh Trang thắp nhang cho mẹ, Cường đang còn nhớ Nhung đến mẹ Nhung, Cường đang còn lưu luyến và liên tiếp đến mẹ Nhung, Cường hãy cầm 500 triệu đó về bàn giao lại cho các em nuôi, các con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung. Đó là người anh em gọi như là thân thích, không phải ruột rà, nhưng mà nó là thân thích trong suốt cái quá trình mấy năm trời ở với nhau, ít nhiều gì cũng có tình cảm đó Cường ạ. Cường đi như vậy, Cường sướng một mình, Cường để cho các em các chị bơ vơ đói khổ, Cường ăn trên gọi như là lấy tiền của mẹ. Ê, mẹ mất rồi, tiền đó có thể là lo cho các em rất nhiều, mẹ hứa mẹ cho Cường, nhưng Cường cũng phải suy nghĩ một tí. Nếu như tụi kia hiện tại bây giờ nói nhắc đến câu chuyện 500 triệu thì Lực Tàng lại nhắc đến cái câu chuyện 500 triệu với Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường thương các em, Hồ Văn Cường hoàn tình người, Hồ Văn Cường mang 500 triệu đó về gửi các sư cô để lo cho các em ở chùa Pháp Lạc. Cường ạ,
nha. Ở đó mới là hay, mới là tốt. Chứ Cường mà cầm cái số tiền đó, rồi người ta đang đổ tội cho mẹ Phi Nhung là ăn chặn tiền của Cường, rồi đưa cho Cường để đánh bóng tên tuổi. Khi mẹ Phi Nhung nằm xuống rồi, thì Cường có thấy đau xót không Cường? Cường có thấy tội thương cho mẹ Phi Nhung không Cường? Cường có nhớ đến những cái gì mà mẹ Nhung dành tặng cho mình không Cường? Đúng không ạ? Đó, mấy người phải khuyên như vậy á. Chứ mấy người bây giờ, mấy người lên, mấy người nói là 500 triệu đó là tiền ăn chặn này nọ, đúng không? Thì tôi cũng khuyên thằng Cường á, dùng 500 triệu đó lo cho các em. Dù sao mình đại học, mình là người anh, mình là người giỏi giang, mình là người thần tượng của rất là nhiều người, mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Mình được sự hỗ trợ của ông bầu này, ông bầu nọ, người nổi tiếng, người giỏi giang, người cao thượng. Ê, rồi bắt đầu mình đã rất là nhiều cái để tương lai sáng lạc. Nhưng tại sao lại lấy 500 triệu đó mà mất tâm mất tích đi vậy Cường? Hả? Có nhớ đến các em hay không? Có nhớ đến các chị hay không? Các em không có lấy cái đồ ăn thức uống à, bây giờ không có sữa để uống cái Cường kìa. Tại sao Cường mất tiêu đâu rồi? Không, chắc cú là Cường đã mất rồi. Khi Cường đã ôm được số tiền, Cường đã lấy đủ được trọn tiền cắt xe, tiền thưởng, và gia đình Cường đã cắt đứt ân đoạn nghĩa tuyệt đối với lại gia đình nhà cô ca sĩ Phi Nhung, thì Cường không bao giờ xuất hiện ở đâu, đúng không? Cường quên mất đi những cái gì mà cái kỷ niệm, cái ký ức tốt đẹp khi sống với các em, các anh, các chị ở trong nhà rồi. Cường ra đi bây giờ là đã rất là sướng rồi, cho nên là Cường không bao giờ nhớ đến cái chuyện đó nữa đâu, đúng không Cường? Đó, tôi nói cho mấy người biết như vậy. Mấy người đừng có moi cái chuyện 500 triệu ra mà vu khống thất thiệt cho gia đình nhà cô ca sĩ Phi Nhung. Tôi mà moi thì thần tượng của mấy người cũng hơi bị mệt vì cái số tiền 500 triệu đó. Tại vì tôi không thích moi, tôi muốn cho thằng Cường phải hiểu như thế nào cái đường đi nước bước cho nó đúng. Chứ đến khi mà chúng tôi moi thì lại nói rằng là chúng tôi chà đạp của bôi nhọ một thằng nhỏ, đúng không? Trong khi Cường cầm số tiền đó không phải là mình Cường, mà có cả cha mẹ của Hồ Văn Cường cũng đã đứng ra ký xác nhận và nhận số tiền trong cái êm đẹp, trong cái sự vui vẻ. Người ta không nhắc đến rồi, mà đến hiện tại bây giờ mấy người cũng moi cái số tiền 500 triệu đó ra để nhắc về cái câu chuyện tiền bạc này nọ. Thì đừng có trách tại sao chúng tôi moi cái số tiền 500 triệu đó ra khi con gái Vinh Đi Phạm ôm hũ cho cốt, 22 đứa con nuôi đang quỳ gối lạy mẹ Phi Nhung, chưa biết được là tổ chức đám tang nó thuận lợi như thế nào, thì Hồ Văn Cường lại ôm một đống tiền của mẹ Phi Nhung để làm những cái chuyện này chuyện nọ. Như vậy tôi hỏi tất cả mọi người, nó có xấu xa lắm không? Nó có như thế này như thế nọ đối với lại chị Phi Nhung hay không? Đúng không? Đừng để chúng tôi phải nói sâu về cái vấn đề này. Nếu như chúng tôi nói sâu về vấn đề này thì không biết được rằng là cái câu chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa đó. À, tôi mong những cái người bên đó chắc có khả năng là mong cũng không được, tại vì nó không có não mà mọi người, làm sao mong? Bây giờ nói thẳng, nó không có não làm sao mong được? Nhưng chúng ta phải dồn vào đầu của nó, tức là mưa dầm thấm lâu, mưa ngô thấm đất, dồn vào trong đầu của nó để tụi nó từ từ nó tiếp thu. Nó có thể là nó thông cái lỗ tai đi lên cái não đấy, rồi nó chứa đựng ở trong đó từ từ, rồi nó sẽ hiểu ra nó đang gây nghiệp. Và chị Phi Nhung sẽ về, sẽ xử lý tụi nó trong thời gian ngắn thôi, đúng không ạ? Trước khi chị Phi Nhung về xử lý thì nó phải qua mặt được thằng tàng này. Hiện tại bây giờ nó đang rất ngông cuồng, hung hách, hù dọa được tàng này nọ. Mọi người yên tâm, không có vấn đề gì cả. Được tàng sẽ xử lý trọn bộ cho tụi nó biết được như thế nào là tụi nó là sai lầm như thế nào. Những kẻ sai lầm, những kẻ đang đứng về phía phi nghĩa, vậy như là ma giáo tà đạo, sẽ không thắng được những người chính nghĩa đâu nha mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ Lực Tàng một cách nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Lực Tàng TV. Ủng hộ Lực Tàng nha mọi người. Đó thì ngày hôm nay Lực Tàng cung cấp đến đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.